Ok, hello hello. Đó, đây là công việc mới của mình nhá. Em xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay em xin làm một cái video lại tiếp tục lại con máy xúc Komatsu PC50U-2 của mình. Đi đến đào mình đang đi đào hố để trồng cây. Đó, thì hiện tại này đây, ở phía sau mình đây là toàn bộ cái khu vực này là đường mới đang thi công, đang chuẩn bị hoàn thiện anh em nhé. Thì hôm nay thì mình đi đào những cái hố ở giữa cái chỗ bồn hoa, bồn cây này để sau này người ta trồng cây. Và đến lúc dọn cả cái rác ở ngoài cái chỗ đoạn giữa của cái giải phân cách kia nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ hôm nay sẽ để cái camera ở đằng trước ngực này anh em nhé. Đó, mình sẽ để camera ở đằng trước ngực này để soi thấy cả cái đằng trước này của mình. Ok, thì đây nó là một cái dạng như kiểu cái cây cỏ dại ấy. Đó, nó đang mọc, nó lấn lên vỉa hè này thì mình sẽ gạt nó ra. Đó, thì một cái bồn dại như thế này thì nó sẽ gồm có chia ra làm 3 cây anh em nhé. Một hai cây hai đầu và một cây ở giữa. Đó, thì anh em có thấy cái chấm đỏ đỏ ở phía đằng trước kia không? Đó thì là người ta đã chia cái gọi là cái chỗ ô này ra giữa để làm một tức là nó cách 4 mét sẽ có một cây. Đó, từ chỗ này đến chỗ này là 4 mét. Đấy, từ chỗ cái chấm đỏ ra ngoài kia nó cũng là 4 mét anh em nhá. Thì có một lớp đất đen này là lớp đất màu. Cái lớp này thì mình sẽ để nó ra bên cạnh này đi để mình múc cái lớp đất đỏ ở phía dưới và bắt đầu là bỏ đi, còn cái đất đen này để lại thì sau này người ta sẽ trồng cây luôn. Cái này thì mình không lắp cầu to được bởi vì là cái cầu to của mình nó sẽ bị quẹt vào cái thành bê tông anh em. Cái cầu to của mình nó là cái đáy cầu của nó là 90 phân rồi. Nếu như mà mình làm đúng vuông á là mình sẽ bị mắc cái lưng của nó vào cái đầu bên kia với lại cái răng vào cái mép bên này, cho nên là nó sẽ không ấy được. Nó sẽ đào cầu to nó sẽ không tốt cho anh em nhé. Nó sẽ bị sức bê tông. Mới lại là cái hố này nó cũng nhỏ nữa. Thời tiết hôm nay thì nó khá là mưa. Gầu nó cũng rất là dính luôn. Cái hố này thì mình đào nó cũng không cần phải là to và sâu lắm đâu. Nó chỉ rơi vào khoảng độ 50 phân vuông thôi, 5-60 phân vuông. Chiều sâu thì là khoảng 70 phân anh em nhé. Thì một cái gầu kia của mình nó là 50 phân rồi, mình chỉ cần làm nó thấp hơn một tí nữa rồi là ok. Đấy, thì mòi mòi như này xong là mình sẽ khoét cho cái lỗ cho nó tròn tròn đi nữa, vuông vuông một tí các cái góc này này, nó hơi tròn tròn được bởi vì sau này cái bầu cây là nó tròn anh em ạ. Nó cũng không cần thiết là nó phải vuông lắm bởi vì là cái bầu cây nó tròn đó. Còn kích thước đúng của người ta ấy, nó là vố vuông. Đó, vố vuông thì bây giờ là nếu mà mình đào vào như thế thì sau này cái cây với cái đất mình bù vào nó cũng không giải quyết vấn đề gì được. Rồi mình đào nó gọi là hơi tròn. Các cái góc này thì nó không được vuông cho lắm bởi vì là mình đứng như thế này thì nó cũng không cần, nó không được vuông. Như này là ở giữa cái tâm này này, chỗ này là đang bị thiếu một ít này. Sau này người ta chỉnh cái thân cây nó sẽ rất là khó. Cái góc này là nó hơi bị ấy một chút. Múc sâu hơn một tí anh em nhé. Sau này người ta còn giải một lớp đất màu ở dưới nữa cơ. Ok, cái chỗ này nó có cái ngoài vỉa hè này nó rộng như này mình mới đi được thôi, còn bình thường ra những cái chỗ kia thì nó hẹp thì mình đi ở trên lòng đường đấy. Xích của mình nó là xích cao su rồi cho nên là đi lại thoải mái anh em nhé, không lo về vấn đề là nó bị hỏng đường nữa. Vừa rồi thì nó mưa mấy hôm cho nên là cái lượng
lượng ở đất này nó cũng hơi ẩm một tí. Sắn nơi nào cho nó vuông vuông phải được không nhá? Nó vuông vuông bố phải nhá. Vuông thì giải quyết vấn đề gì đâu bây giờ. Cho ra ngoài này thì cho nó phải dính và xích. Cần của mình nó dạo này nó hơi dơ một chút rồi. Đây mình đứng ra bên ngoài này một chút thì mình đào vuông được này. Mình đứng vuông ở đây là vuông được. Về bên này thì mình hơi bị nắng một tí. Hạn chế tối đa đất rơi ra cái nền này các bác nhé. Lắc cho nó rơi ra. Làm sâu một tí nữa xong bắt đầu là mình sẽ sẽ đả nó vuông ra. Ok nha anh em nhá. Cái cỏ này nó là cỏ tự nhiên thôi. Nó là như kiểu dây quá. Cái ấy của mình nó hơi bị nóng một chút cho nên mình phải bật cái ấy đi lên. Anh em nhé. Đất màu này nó bây giờ nó cũng khá là quý đấy anh em ạ. Không kiếm được đất màu đâu bởi vì là cái lượng đất màu bây giờ nó rất là ít rồi. Mình sẽ chỗ này nó rộng như này mình sẽ lại đứng vuông ra để mình đào vuông nhé. Rơi ra đây.
này này, nó sẽ vuông được. Lúc trước thì mình đi đào một cái hố 1m4 ấy anh em, thì không biết là anh em nào đã xem cái video đó chưa. Nếu như mà anh em chưa xem thì các bác có thể quay lại video đó để các bác xem nhá. Mình đào cái hố gọi là đèn cảnh báo, đèn đỏ ấy các bác. Nó là 1m4. Cây ở giữa. Cái này thì mình sẽ dùng cái lưng gầu để mình gạt nó sang hai bên đi. Và cái đất màu này. Răng này của mình nó bé quá. Cũng dài nhỉ, quay ra cái về bên đấy thì nó đỡ bị nắng hơn, còn cái ở bên tay trái của mình đây nó bị nắng. Cái ngoài này nó nhỏ hơn rồi, chắc là mình sẽ chuyển lên đường đi để mình đi anh. Tiến lên cái hố bên ngoài này. Cái này thì nó hơi chỗ này nó hơi hẹp lại một tí rồi, mình đứng vuông khả năng kéo không kịp nữa. Thank you.
những cái chỗ nào mà đất cứng ấy thì là đào nó hơi lâu, chứ còn đất mềm như này mình đào lúc nào nó cũng nhanh. Đó, phía đằng trước của mình đây nó là thành phố Đức Quang anh em nhé. Chỗ này nó là ngày xưa nó gọi là ngã ba giao thông, nhưng bây giờ thì nó có thêm một cái đường này nữa rồi, thì nó không phải là ngã ba nữa mà nó là ngã tư rồi. Bây giờ chuyển sang gọi là ngã tư giao thông thì nghe nó hợp lý hơn nữa. Bởi vì là ngày xưa chỗ này nó chỉ có là nó là ngã ba, xong là nó là công an giao thông ở đó thì người ta gọi luôn nó là ngã ba giao thông. Và bây giờ thì nó là thêm một cái đường này nữa thì nó là ngã tư rồi. Đường xá đi lại nó rất là thuận tiện luôn. Cái video của mình sẽ kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhá. Cái hố này thì mình cứ đào nó sơ sơ như vậy. Xong rồi lát nữa thì sẽ chuyển lên đằng này thì mình sẽ... À cái này thì mình vẫn đi được. Nhưng mà thôi, video khá là dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Ok, chào anh em.